Dạ, hôm nay Cường cũng xin phép chia sẻ ông bà cô chú cũng như quý nhà hảo tâm đến một hoàn cảnh chị Hà 47 tuổi nuôi 5 đứa con trong khi chồng bỏ chị, mang thai đứa bé Út sau 10 năm. Thì với hoàn cảnh hiện tại của chị, thu nhập cũng rất là ít ỏi với một sổ tiết kiệm lãnh lương hàng tháng. Với cuộc sống hiện tại rất là khó khăn, và chị nuôi các con ăn học như thế nào? Và hiện tại đôi chân chị cũng như đã bị liệt, không đi được nữa với sự mong muốn và cầu mong ước Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Hôm nay Cường cũng xin phép mời ông bà cô chú đồng hành cùng em và theo dõi đoạn video này nhé. Dạ. Ơi, dễ thương quá vậy. Bé này đâu có đủ tháng, được cái ký 8 à. Ký 8 hả? Đi về nhà là nằm bệnh viện hết 3 lần, về là đầy tháng luôn. Dạ. Thì trước tiên thì em cũng xin phép chị Hà, thì em cũng được giới thiệu cho em biết đó. Thì trước tiên em hỏi chị thì năm nay tên gì, bao nhiêu tuổi chị Hà? Tên là Đinh Thị Ngọc Hà, năm nay Tết nay là 48 tuổi. 48 tuổi ha. Thì cũng như là cái mình cũng ông xã này kia như thế nào chị? Kể cho bà con biết. Ông xã chị xúc động. Nói về cái câu chuyện gia đình. Dạ, nói tới gia đình là chị sẽ xúc động ở cả nhà. Chị khóc còn chưa được nói gì, cũng nghẹn lời khóc còn kia. Cái cuộc sống chị cũng lao đao lận đận luôn. Trong khi đó là chị bị tật cái chân nữa nè anh chị em. Cái chân này là bị tật nha anh chị em. Bị tật nè. Như cái câu chuyện là nghe nói là người chồng bỏ chị trong lúc chị có bầu anh chị em. Sanh ra chưa được mấy tháng nữa là bỏ chị để nuôi đứa cháu nè. Cười dễ thương không? Ông xã thì bỏ hồi thằng cháu Út ở trong bụng 1 tháng. Dạ. Bỏ 1 tháng rồi chị? Dạ. Cũng lâu vậy chị? Còn 2 tháng là 10 năm. 2 tháng đó là 10 năm. Dạ đúng. Trai Út 2 tháng là 10 tuổi. Trời ơi. Trai Út sống tên là 14 tuổi. Ừ. Cho cậu nuôi, cậu ở chùa. Ừ. Dạ. Nếu không có cậu nuôi cho ăn học, có tiền đâu nuôi con ăn học. Dạ. Còn con cái, con nhỏ thứ ba thì học được lớp 5 là đi làm. Dạ. Nuôi em và nuôi mẹ. Ừ. Còn nhỏ thứ tư thì hồi Tết nay mẫu cũng hết 7-8 triệu vậy đó. Dạ. Nhà bà ngoại rồi cậu cô đó cho. Dạ. Cũng như là sao bệnh nó gì à cô Hà? Nó ruột thừa. Mẫu ruột thừa hả? Dạ, nó đi làm mà nó xỉu á. Dạ. Người cũng tôi nghĩ con á, làm mẹ nhưng mà đâu có giúp được gì cho con đâu. Dạ. Cũng như là mình tổng cộng bây giờ là được mấy người con chị Hà? Dạ, 3 đứa con trai, 2 đứa con gái, nhưng mà trai thứ 5 đi tu rồi. Học hết lớp 7 là đi tu rồi. Dạ, 3 đứa trai, 3 đứa gái, sau khi 2 đó thì đứa gái, 3 đứa trai. 2 đứa gái, 3 đứa trai, sau khi có bầu bé Út thì coi như là người chồng bỏ chị đi. Dạ đúng. Dạ. Còn căn nhà này ở mỗi ngày thì vay tiền người ta 25 triệu thì đóng mỗi tháng. Ừ. Đóng mỗi tháng thì nếu mà lãnh lương sổ tiết kiệm là 540 ngàn thì đóng tiền lãi là hết 56 ngàn. Nếu mà có tiền thì gửi 100, không có thì gửi 50. Dạ. Nếu mà không có thì mình chỉ đóng lãi thôi. Ừ. Cuộc sống thì nhờ Mạnh Thường Quân người ta kêu đi lãnh quà. Hội người mẫu dưới ở chùa Học Hai á. Ừ. Một tháng cũng lãnh được 3-4 lần vậy đó, đi lãnh được quà rồi được tiền 100-200 ngàn thì dành dụng cũng vô cháu nội hết á, tại vì cháu nội đâu có sinh ra được giống như người ta. Ừ. Dạ, cháu nó bị sao chị Hà? Nó sinh ra không đủ tháng. Ừ, đủ tháng hả? Rồi hấp tới 20 ngày. Dạ. 20 ngày về là đi nằm bệnh viện hết 2-3 lần vậy đó. Ừ. Về nhà là khuất 10 ngày mới đầy tháng. Rồi bây giờ cũng đỡ rồi. Dạ. Rồi bây giờ mẹ nó không đủ sữa, mua sữa, uống sữa, nó bây giờ mua sữa cho uống. Dạ.
thấy cô cậu thì thấy vậy thì cho tiền mua sữa uống. Cuộc sống nó khổ lắm. Dạ. Nhưng mà dù đói như thế nào cũng không à, không có dám lên mạng xã hội nói này nói nọ chị. Dạ. Chị đành chịu thôi, vì con cái thì người ta có gia đình thì người ta đi làm, gia đình của người ta. Còn đối với chị thì lãnh lương thì đóng sổ tiết kiệm, người còn như thì đóng tiền điện. Nếu mà không có thì em trai thứ sáu dùng đóng cho. Nếu mà không có thì ba mẹ. Tức là hàng tháng thì chị có cái nguồn thu nhập chính của chị là chị có lãnh được cái chế độ đó là tàn tật thôi, phải không chị? Dạ đúng rồi, có 504. Dạ 504, đây dạ. Thì chị Hà là cái cặp chân là bị cái này là bị bẩm sinh luôn hả chị Hà? Dạ đúng rồi. Là cũng như là hồi đó là khi mà bẩm sinh tới giờ mình chị có đi khám đi gì không? Có đi, đi chăm cứu nhưng mà không hết. Lúc trước, 2 năm trước thì mới không có đi nổi 2 năm này thôi. Còn mấy năm trước sinh trai út xong thì đi cái nhắc đi trong nhà, đi làm, nấu cơm, nấu nước thì được 2 năm nay rồi đi té một lần á. Đi té một lần rồi bây giờ đi không nổi luôn. Trong khi đó là cái người chồng chị là quen sao mà, tại vì chị đi tới đi lui ít có đi ra đường phải không? Dạ không, không rồi có đi. Người chồng là quen sao mà để sanh tới 4 đứa rồi giờ chồng bỏ rồi sao vậy? Năm đứa luôn. Tại vì anh ấy đi làm thì nhậu bạn bè thì nhiều, gái gú thì nhiều. Nếu mà nói thật lòng á, chưa bao giờ chồng cho cầm 1 triệu, 200, 500 thì nhiều. Thời lúc trước đi làm được, đi làm cỏ, đi cây với mẹ đó đó. Rồi nhà đâu có được nhà như vậy đâu. Một tháng thì ngập hết 3 lần rồi. Người tới giạc á, nhỏ xíu rồi. Còn đồ trong nhà này chị mua góp thôi. Mua góp 1 tháng lấy tiền lương, lãnh lương nó trả người ta 1 tháng thì 200 ngàn. Nếu mà không có thì mình thiếu cũng người ta cho thiếu. Tức là mình kéo dài thời gian ra, mình đợi góp từ từ ha. Nếu mà không có tiền mình nói tháng sau thì chị trả được không, rồi em trai nó cũng được mà chị không sao. Không có tiền đâu mà mua 5-6 triệu. Mua thì, góp người ta không thôi. Với mình mua góp thì mới có chứ. Nếu mà tiền mặt mình không, mình muốn mua ví dụ một cái tủ hay là cái này nọ thì nó cũng rất là khó. Cái giạc nằm này cũng mua góp người ta. Cũng như chị cũng hay ha. Trong khi có tật gì mà cái đồng tiền là kiếm ra không có được nhiều, mà để mà mua để đồ trong nhà gia đình là cũng thấy cũng cái không có. Cái chén ăn cơm á cũng mua góp người ta đó. Một tháng thì đóng cho người ta 200 ngàn, còn tiền còn ra mình xài họ mỗi ngày đó cũng mua góp nữa. Một tháng thì trả người ta 200, bây giờ trả người ta được 3 tháng rồi. Rồi mình góp hết vậy đó, rồi mình có đủ sinh hoạt chi phí điện nước gì không vậy? Dạ cũng đủ, nếu mà thiếu tiền điện thì em trai ra tiền đóng cho. Nếu mà có thì cho em trai. Coi như là 10 năm nay là cái cuộc sống của chị là nó cứ diễn biến như vậy tới hoài luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, coi như là nếu mà bệnh không dám mua thuốc uống, sợ không có tiền. Không có tiền ăn cơm, sợ hay là không có tiền để mua này mua em, kia. Em ra đi trong để nhà. Nóng quá. Nóng quá. Đậu mồ hôi cho em ấm ra đi. Chị có thể là kể một cái cuộc tình của chị với chồng chị là quen sao không? Tại vì chị có tật là giống như là chị không có đi tới đi lui được, mà tại sao quen á? Anh ấy đi bẻ dưa chỗ này nè. Rồi ba mẹ cũng đâu có cho đâu, rồi anh em cũng đâu có cho đâu. Tại vì duyên nợ, mình nói duyên nợ thôi. Rồi sinh con, sinh con ra lúc trước thì con trai, sau con gái sau nữa là con trai. Rồi thấy anh ấy không lo làm ăn, rồi không có lại gầy lộn cái gì hết trơn. Lúc đó là mình có cưới hỏi không hay là mình chỉ giúp không, chỉ ba mẹ lợi hai bên thôi. Chỉ giáp mặt này kia ha. Dạ đúng rồi. Là coi như là cũng có công tại bố. Tại vì anh ấy có gia đình hết 1 lần rồi mà. Lúc chị gặp anh ấy là người ta còn ở với vợ không hay là người ta? Không, anh ấy thôi vợ rồi. Anh ấy ở chung với ba mẹ.
Ở chung ba mẹ với chị hai, chị ba, với chị tư đó. Là trong 10 năm nay thì coi như ảnh có liên lạc hay là về thăm con này kia không chị? Dạ không. Dạ. Không có về thăm con. Hồi có thai thằng trai Út là thôi nhau thôi. Dạ. Còn 2 tháng là Út 10 năm. Dạ. Tính ra chị cũng hay ha. Năm đứa con mà không có một cái nguồn thu nhập ổn định mà tới thời điểm bây giờ thì cũng sửa được căn nhà, cũng em thấy chị cũng như là tuy rằng cái nguồn thu nhập nó rất là ít nhưng mà cái sự tính toán mà chia ly trong cái hàng ngày mà tiết kiệm những cái đồng tiền của mình đó, em thấy em cũng nể. Nhiều khi nhầm nhà làm cái nguồn thu nhập người ta rất là nhiều nhưng mà cuối cùng là không được gì hết, không biết sao. Dạ. Coi đó ông, nếu mà mình có tiền ít thì mình xài ít, nếu mà có tiền nhiều thì mình mua đồ ăn nào ngon ngon thì cho con em. Nếu mà không có mình ăn cái gì cũng như thế đó. À, chúng ta chị rất hay nghe chị em. Một người mẹ nuôi 5 đứa con. Tại vì mình có con, mình phải cất nhà cho con ở, che nắng che mưa. À. Đâu phải dù không có cha nhưng mà có mẹ. Dù đóng sổ tiết kiệm mỗi tháng nhưng mà cũng vui. À. Lấy cái số tiền mà người ta cho mình đó. Em mà đi lãnh bà, nếu mà có tiền người ta cho 200, 300 thì dành dụng. Để mình thiếu thì mình bù đắp lại, bù đắp cái tiền người ta cho mình đó. Cuộc sống cũng như là cái cơm gạo với nhu yếu phẩm là mỗi tháng là chị lãnh ở tại chùa Phật học. Dạ đúng. Dạ, thì theo em biết đó, thì chùa học thì hàng tuần đó, thì cũng như có những cái buổi phát quà của những nhà hảo tâm. Dạ. Thì nói chung thì thứ bảy nhật là em cũng thường xuyên đến chùa đó lắm. Nhưng mà cũng nhờ cô Ngời á. Dạ. Cô Ngời nếu mà có lãnh quà thì cô ấy sẽ điện lại kêu đi lãnh. Cô ấy không bao giờ quên đâu. Cũng nhờ cô ấy cũng lãnh được lâu năm rồi. Lãnh hồi thằng trai Út được 2 tuổi. Bây giờ trai Út còn 2 tháng là 10 tuổi thôi. Cũng mới đây là 10 năm, một thoáng thoát 10 năm quá lẹ ha. Dạ. Dạ. Trai Út xong tự lập hồi 4 tuổi ở quê cậu. Ừ. Ở quê cậu chùa Ngã Tư á. Cũng như mấy đứa con lớn bây giờ là có giống như đứa nào có làm ăn thu nhập này kia không chị? Có, nhỏ thứ 3, bây giờ nhỏ thứ 4 bệnh chưa làm được, cỡ 2 tháng mới người ta cho làm. Dạ. Con gái thứ 3 thì đi làm rồi. Còn trai thứ 2 thì người ta cũng thu nhập được một ngày với 200-300. Dạ. Người nuôi vợ nuôi con, nó mua tả mua sữa cho con. Vậy thứ 2, thứ 3, thứ 4 là đều lập gia đình hết luôn. Dạ. Thứ 4 chưa, có thứ 2, thứ 3. À, thứ 2, thứ 3. Dạ. Còn trai thứ 5 thì học hết lớp 7 thì đi tu rồi. Nhưng mà mỗi khi mà không có tiền cũng nhờ con trai thứ 5 với trai Út. Dạ. Trai Út thấy vậy ngoan lắm, đi học cậu cho tiền 20.000 hay 30.000 gì đó. Không dám dụng lại. Dạ, ăn có 10.000 dành dụng nhé, con heo. Gửi cho mẹ. Cũng đỡ ha. Vì là trong khi đó là những người con là cũng nhờ những người cậu là gì nuôi tiếp. Dạ. Cũng một tay là những người cậu là dung đầy tiếp chị. Cậu sư cả ở chùa Ngã Tư á, nuôi trai Út là 5 năm rồi. Cha ăn học, người cho đi học tiếng Anh buổi chiều thứ bảy chủ nhật nữa. Nhưng mà trai Út học giỏi lắm, thi tiếng Anh là được hàng nhì, hàng ba. Còn tiếng Việt thì nhất lớp. Còn trai thứ năm thì tu được 2.5 năm rồi. Dạ. Thì đây là một cái câu chuyện rất là cảm động. Thì nói chung là mỗi một gia đình thì đều có một hoàn cảnh. Thì sau khi thì em nghe mỗi câu chuyện của chị thì em cũng rất là cảm động. Thì tuy rằng là mình đã có tật nhưng mà lại một cái sự mà gánh vác năm đứa con mà trong khi đó thì chồng đã bỏ đi. Mà dạ. Với cái nguồn thu nhập mà lúc là chị ở bên chồng là coi như là chưa cầm được cái số tiền mà chồng cho tới 1 triệu luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Đi làm 3-4 tháng gì nếu mà về thăm con vợ 500 thì nhiều, 200-100 thì nhiều. Nếu mà có tiền thì bạn bè thì gái gú thì nhiều. Còn chúng lúc đó là chị là làm dâu hay là ở nhà ở bên mẹ bên đây à? Dạ đúng rồi, không có đi làm dâu. Giờ cho nghĩ nhưng mà mẹ chồng chị dâu đồ rất là yêu. Nhưng mà
chồng thì tánh nết không có bỏ. Dạ. À, dưới cái người chồng như vậy đó, thì cái suy nghĩ của chị cũng như có hận hay là có buồn gì không? Hay là mình chỉ nghĩ là cái duyên nợ của mình tới đó nó hết vậy? Dù mình hận người ta cũng đâu có được gì đâu. Dạ. Mình hận người khác nhưng trong lòng của mình cũng đau. Nhưng mà mình đành chịu thôi. Tại kiếp này mình thiếu nợ thì mình trả thôi. Dạ. Chị nói trong một sự đáy lòng mà cái người có tâm phải, nếu mà cái câu nói chị nói rất là cũng đồng tình với Cường luôn. Nếu mình giận người ta thì coi như là mình đau cái bản thân mình. Yeah. Đó, coi như là nếu mà mình vướng vào những cái tình trạng đó, coi như mình chỉ trả nợ trong cái kiếp này. Dạ, yeah, đúng rồi. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì chị cũng có coi như hài lòng một cái người trách nhiệm của mẹ mình là như thế nào không? Giống như cái những cái việc mình làm hài lòng như thế nào chị? Có trách nhiệm với con làm mẹ, phải có trách nhiệm với con cái. Dù chị không đi làm được nhưng mà cái số tiền mà chị đi lãnh và nếu mà con cái không có thì mình cho 50, 100 gì đó. Mình có bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu. Đâu có tiền nhiều mà cho con 1 triệu, 2 triệu đâu. Con cái thì rất là ngoan, rất là hiếu thảo. Nếu mà có gì ngon thì do mẹ hết. Đây là một người mẹ rất đúng là nói còn mẹ là còn hơn. Tuy rằng là có tặc nè chị em, mà trong khi đó là đồng lương là lãnh từ nhà nước là có 500 mấy, mà trong đó nuôi 5 đứa con. Tuy rằng cũng có hỗ trợ của những người cậu, nhưng mà ý chí và lòng của chị là không có bỏ qua để nuôi con lớn thành tài nha chị em. Dạ. Dù con cái không học được cao như bao người khác, nhưng miễn là con được biết chữ, đi làm, kiếm tiền nuôi bản thân. Còn đối với các con thì cho thì chị lấy, không cho thì chị không có đòi hỏi. Tại vì con cái đi làm mệt mỏi, nuôi gia đình nữa. Tại vì chị cũng hiểu là cái nguồn thu nhập ít, nếu mà cho mình thì cũng không lo được gia đình. Dạ đúng. Dạ. Nếu mà con cái bệnh thì con thằng thứ hai này con nó bệnh hoài à. Nằm bệnh viện thì 1 triệu, 2 triệu gì đó. Dạ. Nếu mà có ít thì cho cháu nội ít, có nhiều thì cho cháu nội nhiều. Dạ. Cuộc sống là vậy đó. Miễn là cả gia đình vui vẻ và hạnh phúc, và con cái đừng có bệnh tật, con cái đừng có đi đường sai là chị vui đó. Dạ. Trong khi đó rất hay chị, rất hay anh chị. Là một mình mà trong khi đó là 5 đứa đi học hết trơn hả chị? Dạ đúng rồi. Thằng thứ hai thì học được lớp 5, còn nhỏ thứ 5, nhỏ thứ 3 thì học được lớp 5, còn gái thứ 4 thì học được lớp 6 thì nó nghỉ không đi làm, còn nhỏ thứ trai thứ 5 á học được lớp 7 thì nghỉ đi tu, còn trai Út bây giờ năm nay nữa là lên lớp 5 rồi. Dạ. Nhưng mà trai Út với nhỏ gái thứ 3 thì học giỏi nhất lớp. Dạ. Còn ba đứa, hai đứa con trai, một đứa con gái thì bình. Trong khi đó là 10 năm trời ha, rất hay ha. Dạ. Dạ, ôm 5 đứa con mà trong khi đó là đứa nào cũng được đi học. Dạ. Tại vì mình đi quay nhiều đàn cảnh thấy hay, vợ chồng có 1 đứa, 2 đứa mà trong khi đó không có được đi học gì hết trơn. Mà trong khi đó chị rồi, đồng lương là chỉ có 500 mấy à, từ nhà nước cho mà cho nuôi 5 đứa con, rồi trong đó là đứa nào cũng biết chữ hết trơn, là quá hay á chị. Tại vì hồi chị còn nhỏ, khi ba mẹ sinh chị ra, chị biết là nghèo như thế nào. Ba mẹ chị không có tiền. Dạ. Chị không có đi học, cho các em của chị đi học. Chị 10 tuổi là chị đi coi châu cho cậu quá. Chị biết làm đủ thứ hết trơn, hồi chị đi làm được á. Còn con gái á, đi cây với mẹ, đi cắt lúa, đi cuốc đất, đi làm cỏ. Nhưng mà tiền lương lúc đó một ngày chị được có 15 ngàn. Nếu mà giấc chiều thấy mẹ không có gạo nấu á, thì mẹ đại cháo á. Nhưng mà có sao đâu, tại vì ba mẹ mình nghèo. Nhưng mà không sao, là một người con phải hiếu thảo với ba mẹ chứ. Tại vì chị biết cái hoàn cảnh nghèo như thế nào, nó đau như thế nào, không có ăn như thế nào, chị hiểu mà. Ba mẹ chị vất vả nuôi các em chị, nuôi chị khôn lớn.
7 đứa anh em, 4 đứa con trai, 3 đứa con gái. Nhưng mà cuộc đời của chị là khổ nhất. Dạ. Chị có cái chân nhưng mà cũng như không. Dạ. Thì hồi nãy đầu video thì em có hỏi chị nói là cái chân chị bẩm sinh, nhưng mà thì cái câu chuyện nghe chị nói là cũng đi cắt, đi cấy này kia, nhưng mà ý em hỏi là cái chân mình nó đi không được là nó 2 năm. 2 năm, tức là lúc trước là mình đi bình thường. Dạ, 2 năm, tại vì chắc sáng chị đi tắm á, rồi nó mưa nó tạt á, tại đó lúc đó cái nhà sao rồi nó chưa cất á, nó tạt vô đi về trơn, té đập đầu vô tường á. Xỉu á, xỉu rồi 1 tiếng đồng hồ, mẹ còn em gái, con gái cũng khóc hết rồi. Nhưng mà 2 ngày sau mới ra máu đầu. Ừ, nó ư máu trong ha. Dạ đúng rồi. Người bác sĩ nói ra máu là chị đỡ rồi đó, nếu mà không ra máu là chị đi luôn. Dạ. Người thấy chân lúc trước người liệt trong giường 1 năm. Mẹ với con đò bụp. Rồi 1 năm sau mới cảm giác được cái chân, rồi cái tay, rồi lên ngồi được. Nếu mà đi tắm đi vậy thì con bế đi vô phòng tắm, mới thấm xong thay quần mình ên, quần áo mình ên thì con bế ra. Nhưng mà còn đi rồi đứng chưa có nổi. Nếu mà đứng cũng đứng nổi, nhưng mà có người ở sau lưng mới nổi. Nếu mà không có thì bật ngửa ra sao rồi. Dạ, của chị không có, có chăm cứu hay nè, uống thuốc gì? Có, chăm cứu, uống thuốc, thuốc gì cũng có hết trơn á. Tiền cũng nhiều lắm rồi. Mà không thấy bớt luôn hả? Dạ, không có thấy bớt. Nếu mà cỡ 12 giờ đêm á, mát á, vì nó nhức lắm, nhức cái đầu gối với cái bàn chân. Là 2 giò luôn hả, giò chị? Dạ, 2 giò, còn cái giò này dắt được, còn cái giò này nó cứng nhắc à. Nó chỉ, nó cứng, nó giống như nó đơ cái gân hả? Dạ đúng rồi, nó đơ cứng nhắc à. Dạ. Còn cái chân này mình giả lên giả xuống được, còn cái chân này là cái lúc mà khi mà chị té là có 2 cái chân nó bị gì luôn? À, dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái lúc trước đó là nó có triệu chứng, có triệu chứng không hay là nó có triệu chứng, cái lưng nó đau rồi cái bàn chân nó cũng thốn thốn. Mình đi đụng cái gì nó thốn đau lắm. Dạ. Nhưng mà chị nghèo mà có tiền đâu đi trị bệnh. Dạ, tức là chị chỉ có đi chăm cứu một thời gian thôi. Có. Thì sau đó là coi như là mình ngưng điều trị luôn. Dạ đúng rồi. Thì chị có nghĩ là như số phận cái chân nó vậy thôi chứ mình không có cách cứu vãn được hả? Dạ đúng rồi, chị không có hối hận. Dạ. Dù chị ở một chỗ nhưng mà có các con ở bên cạnh, có ba mẹ. Khi các con không đi làm hết thì mẹ là người nấu cơm cho ăn. Khi mẹ đi chùa thì ba là người múc cơm cho ăn. Còn ba mẹ đầy đủ, cũng đỡ. Thì hôm nay tụi em cũng như đến đây thì cũng có một cái cũng là một cái duyên. Yeah. Thì trước tiên thì cũng chị nãy giờ cũng đã tâm sự rất là nhiều. Nhưng mà với cái sự hoàn cảnh khó khăn của mình đó, thì cũng như chị cũng có mong muốn là Mạnh Thường Quân giúp mình cái gì không? Mong muốn chị, nếu mà Mạnh Thường Quân thương á, thì chị muốn có tiền đi trị bệnh, muốn đi được. Dù đi được, không đi làm được thì ở trong nhà, đi làm đồ ăn, đi nấu cơm, đi tắm nước một mình được, khỏi con vất vả, chị bế mẹ mỗi ngày. Một cái sự mong muốn của chị cũng rất là đơn giản, chị muốn là cái đôi chân của mình lại, đi lại là bình thường. Dạ. Và nếu mà muốn đi lại thì đòi hỏi là phải có một cái kinh phí để điều trị. Dạ. Đó. Nhưng mà cũng như là nếu mà điều trị thì đó, lúc đó là chị cũng đi khám là bác sĩ chẩn đoán cái chẩn đoán gì không vậy? Bác sĩ nói tại vì cái chân của mình nó ảnh hưởng, cái đầu mình ảnh hưởng tới cái gân chân á, tại đó lúc đó nó bật ngửa sao nặng lắm. Cái sưng đầu tới bằng cái tô luôn mà. Tới 1 tháng, 2 tháng gì đó mới hết. Bây giờ nếu mà lạnh á, cái đầu nó cũng nhức lắm. Giống như là ai lấy cái dao đâm vô cái đầu mình vậy đó. Nhưng mà chị chịu thôi. Mà trong khi đó là những lúc đó là chưa có đi tới khám lại, không chụp hình lại hả chị? Dạ, không có đi. Mẹ cũng cho đi nhưng mà chị nói số phận mà mẹ, dù con chết nhưng mà con không được bình yên, không có cho con cải khỏi gì con nữa. Tại sao nhà có khả năng đi chụp hình đi đồ gì mà chị không đi để coi lại cái đầu mình sao?
lúc đó chị không có tiền, không cái đi làm hết rồi, lúc đó chị ở nhà một mình. Mẹ thì săn sóc thì hai đứa con nhỏ, thì con trai thì đi tu, con trai thì đi học, chị không có tiền. Nếu mà nói trong nhà chị có tiền 1 triệu, không bao giờ có, 500, 600, 700, 200, 100, 50 thì có, còn đối với 1 triệu, chưa bao giờ. Thì ý chị nói thì em cũng vẫn hiểu, ý chị nói thì mình khó khăn, nhưng mà chị cứ nghĩ là cái số phận. Còn nếu mà đi điều trị á, thì ý chị thì cũng giống như là muốn sợ một cái gánh nặng cho gia đình. Nó thì tại chị cũng hiểu là gia đình mình cũng là đang khó khăn, thì nếu mà đi điều trị hay là đi này kia thì chị nói em cũng vẫn là hiểu. Nhưng mà cái trường hợp đó thì em nghĩ thì mình cũng nên cố gắng, tức là ý em nói á, thì khi mình còn có sức khỏe, mình còn đi được thì mình sẽ còn làm ra tiền. Với số tiền mà điều trị hiện tại đó thì nếu mà em nói ví dụ đi, lỡ mà tới thời điểm bây giờ thì chị nhờ chị á, thì cũng còn sống được. Nếu mà điều trị hết á, thì lúc đó là em nghĩ cái số tiền mà để điều trị đó thì chị vẫn khỏe bình thường, chị vẫn kiếm lại được bình thường. Đó, cũng nhầm người mà suy nghĩ gấp một cái câu là rất là đơn giản, nó sợ gia đình khó khăn, sợ tốn tiền. Nhưng mà không có nghĩ là khi mình tốn ví dụ 5-10 triệu đi, nhưng mà lúc mà mình tỉnh, mình khỏe bình thường thì cái số tiền đó mình làm kiếm lại được. Đó, mình còn giúp gia đình được. Đó, cũng nhầm người nghĩ là một cái câu rất là em cũng mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà chị, dù chị không có, nhưng mà chị không chưa bao giờ mượn em hay là gì 5-6 triệu đi coi bản thân, không bao giờ có đó. Không phải là mượn giống như giờ anh em hay là gì đó, gia đình mình là anh em ruột không. Có thì anh em giúp đỡ mình, cái này là mình đúng là mình mượn để trị bệnh, chứ không phải là mượn giống anh em là dắt đi, chừng nào mình có thì mình trả lại thôi. Chứ đâu phải là giống như có nhiều cái gia đình anh em có, nhưng mà thật sự đâu có ra đâu chị. Dạ đúng. Thường em nghĩ á, thì những cái hoàn cảnh khó khăn á, là anh em rất là đùm bọc. Mà đặc biệt những cái trường hợp mà giống như là gia đình có điều kiện khá giả, rất là khó nhờ giả luôn. Chị mà chưa bao giờ có đâu em ạ. Dạ, thì tính tình của chị thì em cũng rất là hiểu. Sau khi cái câu chuyện của chị nói á, là giống như là mình cố gắng cái gì đó mình cũng vượt qua, coi như là không muốn nhờ giả ai, rồi cũng không muốn làm gánh nặng cho ai. Dạ. Thì thật sự ra thì hôm nay cái một cái câu chuyện của chị Hà thật sự là cảm động. Thì Cường chỗ cùng anh Hà Quốc Tấn thì cũng như đã đến cái địa chỉ. Thì cũng hy vọng rằng những cô chú và những nhà hảo tâm thì cũng giúp cho chị Hà, cũng như là có một cái kinh phí đặc biệt để điều trị lại cái đôi chân của chị. Thì chị có thể để cái giò ở dưới mình cho tụi em quay thử chị. Dạ. Để mình kiểm tra thử cái giò mình nó cái chung chân này là không bị giống như bị gút, mà tại vì chị bị té rồi chấn thương đầu, nó chèn cộng dây thần kinh. Ô, bây giờ là lát luôn, không có điều chỉnh gì được hết trơn hả chị? Dạ. Giống như là liệt luôn à. Dạ, nó mềm eo à. Cái gì chị có dở dở xuống được bình thường không? Dở dở được cái này, còn cái này không có được đâu. Dạ. Cái này nó cứng nha. Còn cái này thì là dở. Cái lúc mà bị này là chị có đi châm cứu rồi đi trị không? Dạ đi châm cứu nhưng mà cũng không có hết. Có đi châm cứu rồi mà không dạ, hết. Dạ đúng rồi. Cái này của chị á, là bây giờ là cái bệnh á, là nó dạng cái kiểu là tắc nghẽn mạch máu. Đúng rồi, đè. Dạ, đè. Nó cái gân nó bị cứng rồi. Đè dây thần kinh hết. Bây giờ á, là phải giống như có cái người đó. Chuyên á, là khai thông cái huyệt đạo lại. Bấm này đó. Kia rồi xong tập nữa. Em nghĩ cái giò của chị là nếu mà có kinh phí mà đúng cái người chị là hết. Hết. Tại cái gân của chị là nó bị tắc nghẽn mạch máu. Chị còn dở lên được chút á, là có nghĩa là nó còn vận động được. Em gờ mấy cái này thì chị có giống như cảm giác đau không? Dạ có. Đó, những cái mạch máu của chị là nó bây giờ là tắc nghẽn hết này hết nè. Thường xuyên chị nhờ gia đình massage mấy cái chỗ này nè chị. Đây nè. Đó, như mấy cái chỗ này nè, rồi dưới điểm này luôn. Chị massage mấy chỗ này đi, cái gân của chị từ từ nó khỏe lại, tại chị bị tắc nghẽn mạch máu rồi. Dạ. Thì mình không biết đó, rồi dạ. Ngồi hoài cái rồi thấy nó không có thể lưu thông. Dạ đúng rồi. Nhưng mà phải khai thông hết nó mới nhẹ cái giò. Tập dữ lắm, cái này là phải tập lắm, kiên trì dữ lắm. Dạ. Chứ không có để phí vậy là thua. Cái này vừa châm cứu vừa khai thông mạch máu. Thôi cũng kết thúc. Dạ thì em cũng xin mà chào chị luôn ha. Thì em sẽ đăng cái video này lên. Rồi nếu cũng như cô chú mà lòng có nhà hảo tâm đó, thì thấy hoàn cảnh mình như vậy đó, thì
cũng phải có duyên có phước, thì tụi em cũng đến trao tấm lòng của cô chú. Dạ, thì cũng xin chúc chị cũng luôn dồi dào sức khỏe hả chị? Dạ, dạ. Chị cũng cảm ơn mấy em nhiều dạ. nha. Cảm ơn mạng xã hội nếu mà giúp được chị. Đi chị bệnh. Dạ. Nếu mà đi được trong nhà, khỏi con sáng sớm cũng chị vui rồi. Dạ, chị cũng mơ ước rất là nhỏ bé ngàn bà của chú. Chị muốn cứu lại cái đôi chân ha. Để xuống vậy nó tê đau lắm. Dạ. Tại máu nó không lưu thông, nó để cái mấy đồng hồ nó cứng nhắc luôn. Còn cái lưng ở sau nếu mà nằm xuống thì đỡ nhất, cái nếu mà ngồi lâu nó nhức lắm. Bây giờ chị nếu mà vậy thì có thể chị đi giống như mấy cái chùa đó, giờ nó có châm cứu, nó có trị liệu đó, chị nằm trên đó. Có, đi châm cứu bằng điện, rồi đi châm cứu cũng nhiều lắm, nhưng mà không có hết. Để lâu quá. Dạ đúng rồi, 2 năm rồi. Thôi em cũng xin kết thúc video tại nhà chị tên chị Cảm Quân ơn Hà, em nha. Chị Hà 47 tuổi nha. Là một mình là nuôi 5 đứa con 10 năm nay nha. Trong khi đó đồng tiền là chỉ có 400 ngàn là tiền từ nhà nước là hỗ trợ đến cho chị là bị tật nguyền anh chị ha. Xin kết thúc video và chúc anh chị em Mạnh Thường Quân luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài ạ. Dạ em cũng, chị cũng cảm ơn hai em nha. Cảm ơn mấy chị Thường Quân nếu mà thương em á thì em không xin gì lớn đó, chỉ có đồng tiền nhỏ thì mua thuốc uống thì đi chăm cứu, nếu mà hết thì đi làm đồng tiền thì mình nuôi bản thân, nếu mà con cái thì người ta lúc này người ta có gia đình hết, đâu có nhờ giả gì được con cái đâu, tại vì người ta có gia đình riêng hết rồi. Nếu mà người ta cho cũng cho đủ xài mỗi ngày thôi, đâu có phải con cái mà đi làm mỗi tháng 5-6 triệu thì cho mẹ hết đâu. Yeah. Gia đình người ta có gì đâu xài. Yeah. Mình phải làm mẹ, mình phải thương con mình. Yeah. Dù khổ như thế nào cũng gắng thôi. Nếu mà muốn khóc á, không bao giờ khóc cho con cái biết, tại vì sợ con cái buồn. Con cái tủi thân. Yeah. Chỉ khóc một mình thôi. Yeah. Sáng sớm thì vui vẻ với con cái vậy thôi. Dạ, sống qua ngày mỗi ngày. Hôm nay tụi em lại thì coi như cái tâm sự của chị cũng đã bày tỏ hết trong cái một cái câu chuyện ngang bàn của chú, thì Cường cũng hy vọng rằng cô chú cũng giúp cho cô một ước mơ nhỏ nhỏ. Thì Cường cũng xin cuối lời chúc ông bà của chú luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong công việc.